hai cô gái dẫm chân lên bàn của quán cà phê sang trọng để chụp ảnh sống ảo bị chỉ trích vô duyên. Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh hai cô gái có hành vi khá vô duyên tại một quán cà phê nổi tiếng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về vô số bình luận chỉ trích ném đá. Cụ thể, trong đoạn clip có thể thấy nơi xảy ra sự việc là quán cà phê sang chảnh lịch sự với không gian rộng rãi thoáng mát. Tận dụng điểm này, hai cô gái đã di chuyển ra chiếc bàn trống gần cửa sổ có khung cảnh đẹp để chụp ảnh sống ảo. Một cô gái đứng sát cửa sổ, còn cô bạn còn lại thản nhiên đi giày trèo lên mặt bàn để chọn góc ảnh đẹp. Sau khi chụp xong, hai cô gái đổi vị trí cho nhau, cô còn lại cũng không kém cạnh bạn mình khi thản nhiên đi giày trèo lên mặt bàn. Thậm chí thấy ảnh chưa được ưng ý, cô gái này vẫn đòi bạn mình căn chỉnh chọn góc thật đẹp mà không mảy may đến việc mặt bàn cà phê bị bẩn. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, dân mạng vô cùng bức xúc phẫn nộ trước hành động vô duyên, có phần bất lịch sự của hai cô gái. Chỉ vì muốn có những bức ảnh đẹp mà các cô gái đã khiến nhân viên quán cà phê phải tốn công lau chùi dọn dẹp. Theo một số nguồn tin, hai cô gái đã nhận về lỗi sai của mình và gửi lời xin lỗi đến chủ quán cà phê. Các cô gái chỉ muốn canh những góc đẹp nhất để chụp ảnh mà không nghĩ rằng hành động của mình lại bị chỉ trích đến vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.